Tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 4 đến 6 giờ ngày 7 tháng 4, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 18 giờ ngày 6 tháng 4 đến 6 giờ ngày 7 tháng 4, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới. Hiện tại tổng số bệnh nhân là 2.648 ca, tổng cộng có 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe và cách ly là 36.701 trường hợp.